Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 137: Làm thế nào phá trừ vô minh? Thuở xưa có một tể tướng, ông nhìn thấy một vị pháp sư đang tụng kinh. Ông liền hỏi: cái gì là vô minh? Vị pháp sư này không để ý đến lời ông ấy hỏi mà cứ tiếp tục tụng kinh. Ông ấy hỏi hai câu, ba câu mà vị pháp sư này cũng vẫn không trả lời. Kết quả ông ấy liền nổi giận: ông cao giá quá hả? Vị pháp sư quay đầu lại trả lời rằng: đây chính là vô minh. Ông ấy lập tức quỳ xuống đảnh lễ vì đã hiểu được cái gì là vô minh rồi. Vị pháp sư đang dạy ông ấy thể hội cái ý nghĩa của sự vô minh. Ông ấy có thật thể hội được hay không? Ông ấy thể hội được vô minh là lửa của vô minh. Thực tế mà nói vẫn chưa được rõ ràng lắm. Tôi bổ sung một câu: không hiểu rõ chính là vô minh. Tôi đã nói đến nửa ngày mà bạn không hiểu thì đây chính là vô minh. Minh là đối với quá khứ, hiện tại, vị lai. Tất cả vạn sự, vạn pháp đều thông đạt tường tận. Bạn chưa có cái năng lực này thì chính là vô minh. Vô minh chính là vọng tưởng. Cái thứ này rất là phiền phức. Làm thế nào đem vô minh vọng tưởng phá trừ hết? Câu Phật hiệu vi diệu, Đại Thế Chí Viên Thông Chương nói: tịnh niệm nói nhau. Chỉ cần bạn làm được bốn câu này, công phu niệm Phật liền có lực. Tịnh niệm, tịnh là thanh tịnh. Trong tâm bạn hoài nghi thì tâm không thanh tịnh, thì cái niệm đó không gọi là tịnh niệm. Bạn còn nghĩ tưởng sằng bậy, vẫn còn tạp niệm, tâm không thanh tịnh thì cái niệm này của bạn không thanh tịnh. Tịnh niệm là không hoài nghi, không xen tạp. Nói nhau chính là không gián đoạn. Bình thường chúng ta nói được rất rõ ràng, rất tường tận, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Ở trong kinh Lăng Nghiêm chỉ dùng có bốn chữ: tịnh niệm nói nhau. Công phu niệm Phật làm thế nào thì mới có lực? Như vậy mà niệm Phật thì gọi là tương ưng. Lão sư Lý thường nói, trong một vạn người niệm Phật chỉ có 3 đến 5 người vãng sanh. 3 đến 5 người vãng sanh đó, thực tế mà nói, chân thật gọi là người thành thật, thì hạng người này có thể vãng sanh. Vì sao vậy? Họ làm đến được tịnh niệm nói nhau, chuyên 102. Kinh A-di-đà là kinh mà tất cả chư Phật đều hộ niệm. Hai câu ở trên kinh khai thị rằng: nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo, vô cùng quan trọng. Dùng phương pháp gì để đạt đến? Chấp trì danh hiệu. Nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo, chấp trì danh hiệu. Ba câu 12 chữ này, một bộ kinh A-di-đà đã nói hết. Cả thảy pháp môn Tịnh Tông cũng đã nói xong. 12 chữ này không chỉ cả thảy pháp môn Tịnh Tông đã nói hết, mà tất cả kinh giáo Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói ra trong 49 năm đều bao gồm hết. Vậy mới biết chư Phật đại từ đại bi, khai thị rất tinh yếu, phổ độ chúng sanh. Chính là câu nhất tâm bất loạn, tâm không điên đảo, chấp trì danh hiệu. Ba câu nói này
Nếu bạn chân thật nắm được rồi thì không có lý gì mà không được vãng sanh. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.